Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ tư của Sau Cơn Bão Lửa của tác giả Phan Nhật Bách. Hải ngạc nhiên không ngờ, ông già ba rộng rãi, sau khi rượu ngà ngà, kéo nhau xuống khu phố đèn đỏ nằm sâu trong khu rừng cây cao su, cho ông Hải xả xui. Hên đâu không thấy, ông bị bể bô sau đó vài ngày. Ông lén đi gặp ông bác sĩ Ngụy tị nạn, nhưng mướn nhà ở riêng ngoài phố không ở trong trại, vì thân chủ người Indo rất nhiều. Ông này không biết có phải bác sĩ hay không trời biết, nhưng ông ta có môn châm cứu mát tai. Sau vài mũi penicillin, thằng nhỏ khô hết chảy mũi. Hãy sợ quá xin làm xét nghiệm coi có gian mai không. Ông lên bệnh viện đi, nơi này tôi không có làm được. Ông bác sĩ tên Cát chẳng biết được tên bệnh giang mai tiếng Anh, vì ông không biết. Ông Hải bây giờ mới biết vợ ông là y tá làm tại bệnh viện 71 quân y Mỹ ở Pleiku. Mọi tên thuốc men do bà hướng dẫn, ông chồng lang y châm cứu, qua đây phong luôn chức bác sĩ cho tiện. Ông Sáu và ông Hải quân giám lộ, có vàng rủng rỉnh, lên đời nhưng không quên ông thầy chi tiền cho ông Hải chích thuốc khi biết ông thầy mình đánh trận nơi rừng cao su với nữ du kích Sukarno bị dính lậu. Mày đừng có bô bô cái miệng nhăn sáo, Trang biết được không có tốt. Mấy hôm nay tao nói bị đau bìu dế nên không có xào nấu gì cả. Mẹ, say xỉn bậy quá, tụi sĩ quan Indo cũng quậy hết cỡ thợ mộc luôn. Chuyện gia đình của tao xong rồi, vợ tao nó sang thuyền khác. Mày đi Úc với chú ba buồn thiệt, nhưng thôi, đó là quyết định của chú mày, anh không có ý kiến. Ê, vì tàu Úc dớt chú ba nên chú phải đi Úc. Đi Mỹ đâu có diện ưu tiên, chỉ lính Việt Nam Cộng Hòa mới ưu tiên ba. Tôi ghét Mỹ bỏ rơi mình nên cùng thằng Hải quân đi Úc luôn. À, tôi đọc báo trắng đen nói có lực lượng chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc. Ông thầy đọc chưa? Có, tao có đọc nhưng không biết thật hay giả, để hỏi gia đình xem. Còn à, có nhóm tinh thần Ngô Đình Diệm nữa. Thôi, tạm gác qua một bên đi, đi định cư nước thứ ba rồi hay tính. Ông Tàu lựu đạn lính kiểng đơn vị hai quản trị Nha Trang, bây giờ lên đời vì nơi này người Tàu khá nhiều, họ giàu có, dân Indo nghèo mạt làm công cho họ. Có một phố Tàu sầm uất như chợ lớn Việt Nam, nhưng nhỏ hơn. Ông nhìn mấy ông cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nói, lụ mẹ hồi trước á, tôi sợ con làng bà vợ ông trung tá của tôi, sau năm 75 á, chồng bả ly cải tạo, tôi lụt bả luôn á, vì bả không có tiền hả, tôi cho bả tiền muốn làm gì cũng được. Ông tàu này cứ lụ mẹ lụ mụ cả ngày, một ông cụ nhảy dù ghét quá đập cho một trận, thì ông lên phố tàu cầu cứu. Họ cho đàn em xuống trại trị nạn tìm ông nhảy dù xin tí huyết. Ông nhảy dù phải ra cồn mắm trốn dưới ghe đánh cá Indo mấy ngày luôn. Trại trưởng cũng sợ tụi găng tơ tàu. Tên trại trưởng này là pilot dỏm đi chung với bác sĩ Cát dỏm. Và một ông thầy năm tên viên sắp lên chức cha cũng dỏm luôn. Ông này tối ngày chở một cô gái tàu tên Lý Lệ Hà, ngao du khắp nơi. Dù bà này đã có chồng nhưng kẹt lại Việt Nam, bà có đám em chồng tại trại này. Họ coi thiên hạ như hột tiêu, cứ đòi đi Mỹ dù không có diện ưu tiên đến nỗi cao quỷ tị nạn nói. Mấy ông đi tị nạn hay đi du lịch? Rồi dìm hồ sơ luôn. Ông trại trưởng tên Thụ, nói là đại quý phi công A-37, chân đi chữ bát lùng không đúng tiêu chuẩn pilot, không có ai kiểm chứng được. Phái đoàn Mỹ quần tả tơi cuối cùng thì khai là sĩ quan an ninh phi trường Biên Hòa. Nhờ tự xưng lái xe đò A-37 mà ông dắt cô bé dân Cam Ranh đẹp mặn mà nước biển. Cứ mỗi đêm là cô tự mò qua ông taxi A-37. Con bé này tên Hải Đường, nhìn một cái là thèm trái hải đường bán ở tiệm thuốc Bắc, mà mấy trự chơi cô ba rất thích ăn ngọt. Con bé nhìn là biết dâm. Cặp chân mày đen đậm, đôi mắt lừ đừ như mắt trâu. Gia đình con bé này cải đạo theo đạo của ông pilot luôn, để được đi Mỹ, nhưng cuối cùng Mỹ nói xù không nhận. Ông Hải và ông Sáu một đêm rình ông tàu lũ má trùm mền đánh cho một trận lết luôn.
Bà vợ hoảng quá quỳ lại. Sau trận đòn, ông Tàu hết lũ má vì gãy mấy cây răng cửa. Chính quyền Indo phải cho cảnh sát lập một cái trạm gác trước cửa và làm hàng rào bao hết trại tị nạn như ở tù. Dân tị nạn phản đối với cao ủy tị nạn. Cảnh sát chỉ còn giữ an ninh không trình báo khi đi ra ngoài. Ông Du Kích, em bà con của ông Hải, bị dân cầu sóng bóng nhận diện lên tố với ông trưởng trại tài xế lái xe ba gác A37 dỏm. Ông ta triệu tập hết mấy quan lính, đem ông Du Kích ra truy tố. Ông Hải đứng ra bên vực. Nó chỉ là tự vệ khu phố, chưa hại ai. Dân sóng bóng ông nào có bằng chứng em tôi bắt nạt hay giết ai đó, ra đây làm nhân chứng. Không một ai ra làm nhân chứng. Thì ra ông Tàu lũ mẹ, ăn đòn nghi ông Hải nên xúi dân sóng bóng tố cho bỏ ghét. Mấy ông quan Việt Nam Cộng Hòa tỉnh hồn sau cái vụ cải tạo sang đây, bắt đầu nhiều ông ăn hiếp đồng bào. Một lời nói của mấy ông có thể làm người bị chụp mũ Việt Cộng ở mất mùa nơi trại tị nạn, tự động thăng cấp, chim chuột với vợ người ta. Cho nên nhóm ông Hải không thích. Mẹ, một quân đội có hạng người này, không bỏ chạy sao được. Thúy đi làm về, nàng đã mang thai đến tháng thứ sáu. Khôi vẫn đang cặm cụi học để thi lấy bằng cho qua xong cái ải này. Mọi việc trôi chảy, thì nhận được thư của ba mẹ Hải, nhắc đến giấy ly hôn. Nàng ra văn phòng luật sư làm ngay, vì không tranh chấp tài sản và con cái. Ra tòa là xong, rồi gửi cho ba mẹ Hải. Nàng biết tin Hải còn sống và đã đến trại tị nạn. Lòng nàng chai đá không chút cảm xúc. Nàng đang có hạnh phúc với chồng mới, tuy chưa làm hôn thú nhưng sắp có con. Mọi việc ổn định, hơi chật vật một chút vì Khôi đi làm part time, dành thời giờ học ôn thi. Khôi cố gắng để đứng lên trong một môi trường mới. Xin một suất nội trú của bệnh viện gần Cali không dễ, đang chờ kết quả. Nhưng đỡ là lúc này bác sĩ Việt Nam không nhiều, cửa cũng còn rộng mở nếu có chí. Thúy về, Khôi sửa soạn thức ăn cho vợ, ăn theo lối Mỹ rẻ hơn thức ăn Việt. Thúy thì phải có món ăn Việt như thịt kho và canh chua. Nàng thích đồ biển và nước mắm, thiếu nó ăn cơm không ngon. Gần sanh, thôi em xin nghỉ được không? Thằng bé quậy quá, nhà thêm một thằng cu nữa. Em tráng sanh một tiểu đội để anh lập một đội túc cầu, cha con anh đá banh với nhau. Thúy cười, em đâu có phải cái xưởng đẻ mà đẻ cho anh cả tiểu đội, hai thằng đủ rồi. Mình phải đi làm mua nhà xây dựng cuộc sống. Nếu lấy lại bằng bác sĩ, anh đi làm cho bệnh viện hay mở phòng mạch? À, chắc đi làm cho bệnh viện tốt hơn, với bác sĩ Việt Nam cũng tai tiếng nhiều quá. Đồng tiền làm mờ lương tri con người, chắc em đọc báo biết rồi. Tùy anh, miễn sống vui và hạnh phúc thì đủ rồi. Thúy giấu luôn chuyện chồng cũ của mình sắp sang Mỹ, vì thằng con trai nó chỉ biết Khôi là ba của nó, và Khôi thương thằng bé như con ruột. Thúy muốn cắt đứt quá khứ nàng, đổi số điện thoại và chuyển địa chỉ, sau khi gửi giấy ly dị cho ba Hải, coi như xong. Khôi cùng họ Nguyễn với Hải nên cần xin giấy khai sinh điền tên Khôi là cha cho thằng Tony là xong. Ông Khôi được một bệnh viện nhận 2 năm nội trú, nên gia đình phải di chuyển về Maryland, chọn về ER, Emergency. Rất khổ, nhưng đây là cơ hội vì tụi bác sĩ bản xứ chê ngành này. Xong 2 năm lấy bằng rồi tính, vì căn bản Khôi học ở Việt Nam là phục vụ chiến trường. Cho nên Khôi không ngại làm việc đến 10 tiếng một ngày, nơi phòng cấp cứu. Dọn nhà về Maryland, Thúy không báo tin cho bên nội thằng Tony, coi như xong. Nàng dành dụm được một số tiền để nghỉ hậu sản với đồng lương 14 đô la Mỹ một giờ của Khôi, cũng đủ chi dùng cho cuộc sống. Đây là năm 1976. Chiều trên bến tàu Tanjung Pinang, mặt trời vẫn còn trên mặt con sông. Trang sánh vai cùng Hải lang thang nhìn những con ốc đang tìm mồi dưới đáy sông. Anh Hải, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ làm lại một cuộc cách mạng phục quốc không? À, theo anh không có dễ đâu. Tụi Mỹ đã bán đứng miền Nam, ai cũng biết là họ đã sắp sẵn hết rồi.
Bọn bắt kỳ chó ngáp phải rồi thôi, chỉ có đám ngu mới không biết chuyện này. Đám lãnh đạo của mình họ biết nên cho gia đình đi trước rồi. Nghe nói anh liên lạc tổ chức của ông Lê Quốc Tuấy để trở về. Ý sao em biết? Em vô tình nghe anh Sáu nói với ông Hải Quân. Anh đừng đi, mình sắp có baby. Em bật chuyện đó hơn 2 tuần nay. Nắm tay Hải, Trang đưa vào bụng. Hải vui mừng nói. Ê, cảm ơn Phật trời, anh chưa nghĩ đến. Suy cho cùng, mình làm được gì em? Cũng phải nhờ ngoại bang thôi. Thôi, quên đi. Phái đoàn Mỹ đến, Hải đã có gia đình bảo lãnh nên hồ sơ nhanh lẹ. Chờ ngày khám sức khỏe là xong. Chỉ chờ chuyến bay. Mấy ông đi Úc cũng xong. Ông ba tàu lũ mẹ lúc này bớt chửi thề sau trận đòn. Ông ghi danh đi Úc luôn. Toàn ghe chỉ có Hải và Trang đi Mỹ. Rồi ngày khám sức khỏe tại bệnh viện Trên Trung Pinan. Ai nghi ngờ mình phổi có vấn đề thì nhờ người khác chụp phim chẳng ai thắc mắc. Hải sợ phổi mình yếu nên nhờ ông Sáu đi chụp hình phổi. Mọi việc xong, ngày đi, cả nhóm ghe của ông Hải Quân cùng Hải lên một chiếc DC-3 của Indo Air cũ kỹ, bay trong cơn mưa nhẹ. Mọi người ai cũng lo không biết nó bay nổi đến Jakarta hay không. Chiếc máy bay cuối cùng cũng đến thủ đô Jakarta. Xe bus trở về một nơi hẻo lánh, đi ngang một núi rác khổng lồ. Mồ hôi bay vào xe làm nhiều người nôn mửa. Ông Tàu lựu đạn đi lại đưa chai dầu nhị thiên đường cho ông Hải nói. Lụ mẹ nó thui qua lị bô dầu lỗ dúng con vợ ly. Dầu này à, hay lắm. Cho lị lo. Chiếc xe bus dừng hẳn. Một con đường đất nhỏ đầy bùn. Xe không vào được. Mọi người đi bộ vào 6 cây số. Nơi tạm trú là một trại dưỡng lão. Đã có một số người Việt chờ đi Mỹ đang ở. Còn là mấy bố danh ca và một vài ông cựu lính liên đoàn 81. Không biết làm sao có mặt nơi này. Gặp lại ông già ba chủ chiếc ghe, ông chạy ra ôm vợ khóc vui mừng. Bụ nội, tôi tưởng chết rồi, cái đêm bị bão ghe đứt neo. Bị bão kéo ra khơi, hai cha con tôi nhờ tàu Úc vớt. Lũ bẻ nữa, tôi tưởng ông vàng trốn rồi nên chửi vợ ông quá trời. Như vậy là sống rồi. Mình ly Úc lập nghiệp. Qua đó tôi mở một tiệm bán hủ tiếu và cháo quẩy, hay là một chiếc xe mì gõ lượt lắm. Ông Tàu lựu đạn đi lính không lương lúc trước, chắc mẹ ông đẻ ra móc miếng nhiều lần, nên ông nói nhiều quá, ai cũng ngán, đã bị đánh rồi mà cứ lụ mẹ hoài. Vậy sao ông cứ lụ mẹ hoài vậy cha nội? Ông Sáu nói, ê, thông cảm ly, cái miệng mình nó quen rồi, lụ ma mình không có bỏ lượt. Như lị vậy, lị cũng lũ mẹ mà, chuyện bình thường mà. Tại vì à, sống tôi ở lo, tụi lo cứ lũ mẹ nên tôi nhiễm luôn ha. Chợ lầm Nha Trang dân chợ búa nhiều nên tôi chửi thầy rồi quen luôn. Qua Úc nói tiếng Anh á, tôi bỏ luôn, khỏi nói tiếng Việt, tiếng Tàu gì hết. Lũ ma. Hải nói, ê, ông học tiếng Anh khá rồi, bây giờ à, ông nói vài câu đi, như à, anh khỏe không? Vậy mà, lũ ma, how are you are? Ý, tiếng Anh đâu có lũ má cha nội. Ông Tàu này tên Bành Long Thọ, không ai gọi tên cứ gọi ông Tàu lũ má, rồi chết tên luôn. Đám người chia ra từng toán để nhận cơm nhà bếp. Ông trưởng trại là ông cha tên Bằng, người Hố Nai, cho vợ chồng ông Hải và ông Tàu lũ má một nhóm đến giờ ăn, là lên nhà bếp nhận cơm về ăn chung. Tắm rửa thì có giếng nước sau nhà bơm bằng tay. Chẳng có phòng tắm, cứ tắm lậu thiên. Đàn bà thì tắm về đêm. Ông Tàu lũ má đề nghị với ông Hải. Chùi gác một lem cho vợ ông và vợ chùi tắm á. Ông gác một lem, mình thay phiên khỏi mạch. Trời, mẹ chơi vậy đâu có được cha. Trời tối mà, có thấy cái gì lâu, đen chui mà. Mà tôi thấy mấy thằng biệt kích nó dình đó, lộ mẹ con vợ tôi nói sợ. Thôi, vợ ông lo, vợ tôi lo. Còn không á, hai bà tắm chung, mình gác chung, ông có chịu không? Tôi à, muốn ngủ sớm, ông gác ly, không sao. Mình nhìn lâu có thấy cái gì băng lên mà. Hai người đàn bà tắm trên một cái giếng. Trời có trăng, Hải ngồi gác cách đó không xa. Mấy bóng người loáng thoáng, Hải tằng hắn thì họ biến mất. Tôi đến cùng căn mùng ngủ, ông Tàu lũ má cứ uống xăm lò mò bà vợ cả đêm. Bà không cho vì ông Hải và Trang còn thức. Ông Tàu bực mình nói,
lụ một cây cũng không có lượt nữa. Cuối cùng thì bà vợ cũng cho ông Tàu lụ má như con gà leo lên đánh hùng hục. 5 phút sau ông ngã ngựa, ngủ lăn ra, nghỉ như heo. Chuyến bay đi Mỹ chỉ có vợ chồng Hải và mấy ông biệt kích dù và ông cha. Một số giáo dân họ ra đi từ Bà Rịa, được tàu Mỹ vớt, cho lên Jakarta. Hải không thân với họ nên giữ khoảng cách, dừng nhiều chặng, đổi phi cơ, đến Texas xuống phi trường đã trưa. Gia đình, cha mẹ, vợ chồng, em gái đã có mặt ra đón, mừng vui hội ngộ về căn nhà chật hẹp 3 phòng ngủ. Vợ chồng Hải ngủ tại căn phòng trước đây của mẹ con Thúy ở. Vài vật dụng của Thúy còn sót lại, Trang nhìn Hải. Em cứ quăng hết đi. Nghỉ ngơi vài tuần, Trang đi học tiếng Anh gần nơi một nhà thờ cũng có nhiều người Việt. Bụng càng lớn, bà già Hải nói chắc con gái. Ông già thì buồn vì vợ cũ của Hải đem thằng cháu nội đi mất, nên hy vọng Trang sinh con trai. Trai gái gì cũng được, nhà có tiếng trẻ con là vui rồi ông ơi. Ai cũng đi làm, tôi và ông lủi thủi buồn quá, tiếng Anh tiếng U không có biết. Nghe bà vợ nói, ông già Hải cũng đồng ý. Một hôm bà già đi ra một cái shop nhỏ, mua dầu ăn về thì gặp đám da đen chọc. Gì? Chinese dirty bastard, go back to your country. Thì bà cũng hiểu, đứng lại nói. Me, no English, but fuck you. Cả bọn da đen cười òa, Hải vốn tiếng Anh khá, nên theo ông em rể hải quân vào làm chung một hãng sửa chữa tàu. Cạo xét, hàng vá tối ngày, bụi bặm dơ giấy. Nên Hải ghi danh đi học khóa buôn bán bất động sản 6 tháng, về ban đêm ở một cái trường gần đó. Trang sinh ra một đứa bé gái dễ thương, đặt tên Linda. Nhà có con nít, ông bà già Hải vui vẻ bận rộn vì em gái của ông Hải tịt ngồi không đẻ đái gì cả. Lấy nhau mấy năm mà chưa có con, ông em rể chán nản cứ nhậu suốt tuần, gia đình mất vui. Một hôm, ông cựu sĩ quan hải quân nhậu say về nói, em không có con thì để anh đi nhảy nọc kiếm thằng cu, còn không thì chia tay. Bà vợ chạy vào phòng khóc, Hải thấy không ổn nên hai vợ chồng tìm cách dọn ra ngoài, thì ông bà già đòi đi theo. Bà già tìm thuốc bắc nơi các shop người Tàu cho con gái uống. Sau khi ông thầy Tàu bắt mạch nói chỉ cần bồi bổ chục thang là có kết quả vì kinh nguyệt không đều nên không có con. Không ai tin lắm nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Vài tháng sau em gái ông Hải có tin vui và ông chồng hải quân em rể cũng bớt đây nghén vợ. Anh tính như vậy à, em thấy như sao? Ông Hải học xong lấy bằng mua bán địa ốc nên nói với Trang. Mình giờ về Cali sống, đông người Việt, mở một văn phòng buôn bán nhà cửa và cho mướn nhà. Anh nghĩ sống được. Tùy anh, con cũng đã lớn, cha mẹ anh đi hay không tùy ông bà. Sống chung đụng em thấy khó thở quá. Mình chỉ có một không gian là cái phòng nhỏ lúc cuối tuần phiền quá. Cuối tháng anh đi về đó dò đường rồi tính. Ông Hải quên luôn thằng con trai mà có nhớ cũng biết đâu mà tìm vì Thúy đã thay tên. Lấy tên Mỹ xói mọi vết tích. Hãy có thử dò la đăng báo nhắn tin, nhưng một năm trôi qua không ai điện thoại đành chịu. Thúy sinh thêm một đứa con trai đã lớn bộn, thằng Tony vào lớp mẫu giáo, khôi xong 2 năm nội trú, về lại Cali mở phòng mạch kiếm tiền. Đi làm bệnh viện rất mệt, nhiều giờ và trách nhiệm, mở phòng mạch nhàn hạ. Thúy làm thư ký là xong, cuối tuần khỏi trực. Đàn đấm với mấy đàn anh tìm cách làm giàu bằng bảo hiểm y tế, lương tâm bước qua một bên. Khóa 21 quân y ra trường cuối năm 74, qua Mỹ có mấy ông gặp nhau, ôn lại dĩ vãng, tổ chức tiệc tùng học khóa được vài lần rồi tan hàng. Ông Khôi mát tay nên nhiều thân chủ, ông chịu chơi cho toa thuốc mạnh, bệnh nhân mau hết bệnh, rảnh rỗi ông viết lách lăng nhăng cho mấy tờ báo Việt. Bệnh nhân phái nữ trẻ rất nhiều, cứ ổng ẹo mồi chài ông bác sĩ, khiến Thúy nóng mặt. Cứ đà này ông chồng mình không biết có chung thủy không. Bà Bích Ngọc xúi Thúy sửa lại nhan sắc, như nâng thêm sống mũi, làm đồng tiền giả, động vú. Nhưng Khôi nói, anh thích người đàn bà đẹp tự nhiên, hiền lành, chất phác, đơn giản vậy thôi.
anh bằng lòng với những gì mình đang có. Nhiều cô gái trẻ đang mồi chài anh, em lo quá. Em cứ từ chối thân chủ nào có ý định mồi chài, đừng suy nghĩ vẩn vơ, đau đầu, ok love. Nhưng khi đàn bà giăng lưới nhện thì khó thoát. Một hôm, con bé canh me Thúy đi trước con, nó trực sẵn nơi đầu đường. Thúy vừa lái xe ra khỏi car park là nó vào ngay. Chào bác sĩ, em muốn khám bệnh. Ông Khôi nhướng đôi kính cận nhìn hỏi, cô có hồ sơ chưa? Dạ có. Nói xong nó đứng sát bầu Khôi, mùi nước hoa thơm dịu làm ông choáng váng. Em bị đau cái bụng nè, đau cả tuần nay. Em đau lắm bác sĩ. Bác sĩ khám em ha, xem bệnh gì, em lo quá. Thôi, cô vào đây, bên ngoài người ta nhìn vào kìa. Vừa vào phòng là con bé vạch áo ra nói, nó đau chỗ này nè, anh khám đi, ui đau quá. Anh Hùng ngã ngựa, ông Khôi khám tổng quát luôn bên dưới, nhưng chưa dám đưa khẩu súng nước ra. Bên Mỹ, bác sĩ mà liên hệ tình dục với bệnh nhân là tàn đời. Ông đủ tỉnh táo để nhận ra sự việc. Ông như người đi trên mây. Thúy về lại phòng mạch thấy chồng mình khác thường bèn hỏi Khôi. Khôi đáp, con bé tên là Linh vừa đến khám bệnh lúc em vừa mới đi khỏi. Hồ sơ trong tủ, nó đau bụng lúc có tháng vậy thôi. Trời, nó canh mình vừa vắng là nhào vô ngay, nhưng Thúy làm thinh tương kế tụ kế, bắt tại trận mới được. Về nhà, Khôi như vừa uống một ly rượu nho khi nhớ đến cái đụng chạm thân thể một đứa con gái mới lớn. Ông chợt nuốt nước miếng. Ông bị ám ảnh cả đêm luôn. Thúy nằm bên chồng. Nàng biết những gì xảy ra trong đầu Khôi. Nàng bắt đầu để ý và nhử cho con mồi vào bẫy. Sáng thứ sáu tuần sau, nàng gọi phone nhờ cô giáo người Việt trông giúp đứa bé khoảng 15 phút sau giờ tan học. Nàng ra xe chạy đậu nơi góc đường thì con bé tên Linh xuất hiện, đi vào. Phòng mạch giờ này vắng bệnh nhân. Đợi khoảng 5 phút, nàng nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa đi vào như con mèo. Bên trong tiếng con bé. Bác sĩ, em còn đau bụng, thuốc hết rồi. Hôm nay bác sĩ khám như bữa trước nha. Em đau, ui, đau quá. Ừ, mà cô đau làm sao? Em cởi hết đồ nhé, khám toàn thân nhé. À, sao bác sĩ không đo nhiệt kế? Cô đâu có nóng sốt đâu mà đo nhiệt kế. Thì nhiệt kế đó, em muốn đo cái nhiệt kế của bác sĩ đó đó. Thúy hết chịu được, nàng đẩy cửa bước vào nói. Nhiệt kế đó của chị em ơi, đo mình chị thôi, để chị ra thôi shop mua cho em nhiệt kế khác, bự hơn. Cả hai mất hồn, ông Khôi lúng túng như gà mắc đẻ. Con bé chụp bội đồ mặc vào, Thúy nói. Xin lỗi em bỏ quên đồ nên trở lại lấy. Thôi, anh tiếp tục khám cho kỹ nhé. Em đi rước con. Thúy ra xe, ngồi khóc. Thôi, cô đi về đi. Kiểu này gia đình tôi tan nát. Sợ gì bác sĩ, em trẻ đẹp. Lấy em đi, em sanh cho bác sĩ một bầy con. Bà Thúy già rồi, em mới có 20. Lấy em, anh trẻ lại như 18. Ông Khôi đóng cửa phòng mạch sớm ra về, nhà vắng hoe. Thúy và hai đứa nhỏ chưa về, ông gọi vào nhà trẻ thì thằng thứ hai Thúy đã rước. Như vậy Thúy đã trở về lại phòng mạch, gọi về phòng mạch không ai bắt máy. Thúy rước xong hai đứa con, chạy đến một shopping gần nhà mua Kentucky cho con. Nàng không muốn về nhà, sự việc xảy ra làm nàng như rơi vào khoảng không. Tâm trạng chơi vơi, tức tối nhưng suy nghĩ lại chồng mình đâu có lỗi nên nàng về nhà. Em làm anh lo sao không về nhà? Buồn, được, con đi shopping chút cho khuây khỏa. Bỏ chuyện vừa rồi đi em, anh vứt hồ sơ nó rồi, cấm cửa luôn không nhận nó nữa. Câu chuyện không đơn giản, Linh phone cho ông Khôi nói ông ta xâm phạm tình dục khi khám bệnh. Khai đau đầu mà đòi khám chim nữ bệnh nhân. Ông Khôi lật đật môi thùng rác tìm lại hồ sơ con bé, may mà vẫn nằm trong đó. Nó năn nỉ vừa hăm dọa vừa xin làm bé, không đáp ứng nó sẽ thưa ra tòa còn dọa chết ngay trong phòng mạch của ông cho ông biết tình yêu của nó đối với ông. Lời hăm dọa đã tự động ghi âm khi Khôi nói chuyện. Thúy đã cho cài hệ thống này, không còn cách nào khác, phải báo cho cảnh sát để họ làm việc.
Thôi, dẹp phòng mạch, anh xin việc làm tại bệnh viện cho đỡ đau đầu. Để chờ kết quả của cảnh sát xem sao. Một hôm, ông Sáu và ông Hải Quân giám lộ đi lang thang trong chợ trời Midway Melbourne nước Úc, thì gặp ông Tàu Lụ Má, cậu vợ của ông Sáu đang bán bắp luộc, gặp người chung ghe ông mừng quá. Ôi trời ơi, Lụ Má lâu rồi không có gặp à, ăn bắp ly khỏi trả tiền á, hai ông làm ở đâu? Tôi làm ở hãng Toyota, cả ngày Lụ Má chạy theo chiếc xe, bây giờ tôi ốm rồi, bán bắp cuối tuần kiếm thêm á. À, tụi tôi làm bên hãng Ford. Thằng này chú ông ba nó khỏe không à, cho tôi gửi lời à, thăm nó nha. Con vợ tôi à, nó lấy chai rồi, nó bỏ tôi một mình á, Lụ Má nó. Ê trời, hồi nào vậy? Lâu rồi, hồi mới lên lo, nó mấy cái thằng Tàu ở Chinatown, tôi dẫn nó đi ăn giẫm xà, cái thằng nó nó giẫm xà con vợ của tôi luôn á. Bữa nào hay ông đi quánh giùm tôi, chết nó tôi ở tù cho, báo thám luôn á. À, tội nghiệp, dù sao cũng dân Nha Trang mình, tụi mình tìm thằng chợt này tấn một trận. Máu vô con nổi lên, hai cha cậu lính nói. Ông Tàu à, Lũ Má biết nhà nó không? Không có biết á, nhưng biết chỗ nó làm á, mình canh giờ nó ra là chơi nó luôn ly. Ok, ông muốn lúc nào? Hôm nay à, là thứ bảy á, nó ra 12 giờ lem. Chùm mạnh đánh bỏ mạng nó luôn, như lị đánh tôi ở bên chạy tị nạn lo. Ý, sao ông biết tụi tôi đánh ông? Con vợ tôi nó thấy cái mặt của ông Sáu mà. 11 giờ tối, ông Tàu chở hai ông Lụ Đạn xuống canh me thằng Tàu giật vợ ông Tàu Lụ Má. Ông Tàu hết giờ làm xong, ra bãi đậu xe hát líu lo, thì bị chụp vào đầu cái áo lạnh nhà binh. Ba ông nhào vào đánh cho một trận nhừ tử, nằm bẹp luôn không la nổi. Vì ông Sáu có nghề bóp họng, sau trận đòn ông Tàu cốt vợ biến luôn không đi làm, coi như thù xưa đã trả xong. Ông Tàu Lụ Má khóc mùi mẫn vì nhớ vợ. Dẫn ông cháu rể và ông Hải Quân Lựu Đạn về nhà, bao chầu nhậu say bí tỉ. Thôi, nãy đừng có buồn, tìm vợ khác đi. Trong hotel bây giờ tàu chở lớn qua nhiều lắm. Ông Hải Quân an ủi ông Tàu Lụ Má. À, cái ông Hải Quân Ly Mỹ có viết thư cho hai ông không á? Lâu rồi không có biết tin tức gì hết. Lại, Lụ Má bạc như dôi ha. Ông Tàu chửi ông Hải. Ông Sáu à, con cháu tôi nó sống với ông lâu rồi, sao không có con hay ông à liệt rồi? Ông phải gọi tôi bằng cậu lo nha ông Sáu. Dạ thưa cậu, Lũ Má vợ con chưa có bầu á. Mày à, Lũ lẻ lẻ ly coi chừng nó bỏ mày luôn á, lúc lo mày khóc như tao luôn á. Ông Sáu cũng muốn có con lắm chớ, nhưng hai năm rồi đêm nào ông cũng bắn lia chia, nhưng chắc chưa trúng mục tiêu. Nghe ông cậu vợ mình nói đâm ra suy nghĩ, thì ông Hải Quân nói. Mẹ, mày ráng mày giữ con vợ nha, cho nó đi học lại thằng khác nó dê mất như ông Tàu Lũ Má thì khổ. Còn tao thì đang cặp bài giá bốn đứa con cho khỏi năm thằng bóc cổ một thằng. Là sao anh, tôi không có hiểu. Mẹ, biệt động quân mà thơ ngây quá đi, thì à, chơi chị năm đó, hồi xưa đến giờ chưa thử sao hả Sáu? À, lúc ở trong quân trường có bóp cổ gì thấy con nữ ca sĩ nó nhảy bốc qua tôi chơi chị năm sáng ra đi sân bắn số 6. Xa quá muốn rụng dò luôn. Ông đại đội trưởng quá xinh phải chờ tôi ống chửi. Đem qua mày làm cái gì mà Sáu đi chậm vậy? Dạ, thiếu quý, lính mà, vả lâu lắm, thiếu cái nồn. Tao cho mày hít đất bây giờ, nó nhảm không hà. Nói như vậy chứ ông thiếu quý này cũng biết tụi trẻ nó không sục ti thì không chịu nổi. Rồi ông Sáu cũng mất luôn con vợ người Tàu chợ lớn. Khi gia đình bên Việt Nam viết thơ qua chửi con gái tại sao lấy người Việt, ông Sáu lén lấy lá thư vô hãng pho nhờ mấy ông Tàu Việt làm chung dịch ra. Ông Sáu dùng viết đánh dấu dưới chữ nào gia đình vợ viết bằng chữ Hán, chửi mình. Ông đem về gọi vợ ra nói rồi đánh cho một bạt tai. Coi như xong, bà vợ khóc bù lu bù lo, chạy đến đồn cảnh sát Úc gần đó báo. Ông Sáu bị đưa ra tòa tội hành hung phụ nữ xứ nữ hoàng. Đàn bà lên ngôi mà ông Sáu trong lúc nóng giận quên mất. Hội bảo vệ phụ nữ đem bà vợ đi mất. Sau khi về nhà lấy hết đồ đạc, ông Tàu Lũ Má chửi ông Sáu. Mày ngu bỏ mẹ ly, sao lánh nó làm chi vậy? Mày liếm qua liếm lại cho nó sướng, chứ bây giờ biết lâu mà tìm, chắc nó lấy út rồi, thôi nhậu ly. Hai ông cùng cảnh ngộ mất vợ say bí tị giữa mùa đông buốt giá của xứ Downunder. Cô gái Tàu tên Bành Tiếu Lan vợ ông Sáu tàn hình luôn.
Bà theo tay học chung lớp xây tổ ấm. Ông Sáu nằm đêm vắt tay lên trán nhớ nhà. Nhưng nhớ nhà thì ít, nhớ đít vợ thì nhiều. Tập thứ tư đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ năm.